Thưa quý vị, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt trong những năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là trên lĩnh vực trồng trọt. Vì vậy, ngành nông nghiệp thành phố cùng với các địa phương đã và đang tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình lúa hữu cơ nhằm đảm bảo năng suất thời vụ, giảm bớt thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ghi nhận trong đợt thu hoạch lúa đông xuân vừa rồi trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, có gần 50% diện tích lúa bị ngã đổ hư hại do đợt mưa trái mùa cuối tháng 3. Cùng với đó, hơn 10% phải xạ lại nhiều lần vào đầu vụ, nên bà con rất lo lắng vì sản lượng có thể thấp hơn so với thực tế là 54,03 tạ trên 1 hectare, theo thống kê chung của huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, do các cánh đồng tại xã Hòa Phong đã được triển khai trồng lúa hữu cơ thuần từ nhiều năm nay, với đặc tính chống chịu tốt nên phần nào đã kéo lại năng suất lúa vụ vừa qua, giúp bà con bù lại phần nào thu nhập đã mất. Nói chung cái giống thiên ngữ tóm là cái sâu bệnh nó thì nhẹ, nhưng mà khi mà đào vụ trước Tết âm lịch đó, là cái trục nó hoành hành cũng tương đối là nhiều, nhưng mà qua sự chăm bón và chăm sóc của bà con cái trục kén, nhưng người ta cũng tập trung đầu tư phân bón chăm sóc, cho nên hiện nay là cái giống thiên ngữ tóm là cái lúa thiên ngữ tóm cũng như là MTR20 á, lúa giống đó thì năng suất thì đảm bảo. Sản xuất cái lúa hữu cơ thì trong địa bàn của xã Hòa Phong thì 4 đến 5 năm qua thì chúng tôi đã phối hợp với sở nông nghiệp và trung tâm khuyến nông cũng như là các hợp tác xã, bà con nông dân thì triển khai sản xuất lúa hữu cơ và đánh giá là hiệu quả rất là cao. Bên cạnh đó thì cái sản lượng cũng như là cái giá lúa, giá thành nó cao hơn so với cái lúa sản xuất bình thường. Mô hình lúa hữu cơ đã được ngành nông nghiệp thành phố phối hợp với các địa phương triển khai và nhân rộng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên thì chỉ một vài địa phương như xã Hòa Phong, Hòa Tiến, huyện Hòa Vang hay phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn là thật sự có được hiệu quả. Ngoài vấn đề giống và vật tư nông nghiệp thì chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng rất quan trọng khi trồng lúa hữu cơ. Trước mắt, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai phương pháp mạ khay máy cấy trong vụ hè thu tới. Chúng tôi đã triển khai thí điểm các mô hình là mạ khay máy cấy sản xuất theo hữu cơ. Thì qua đó thì đánh giá năng suất cũng rất là khá là cao, đạt cỡ khoảng là 68 đến 70 tạ trên 1 hectare. Thì từ đó thì năm vụ hè thu này chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái diện tích này ra tại thôn Cẩm Tú Đông để mà làm tiếp những cái vụ tiếp theo để cho bà con nông dân sẽ chuyển đổi dần qua cái sản xuất hữu cơ. Chúng ta năm này là nông nghiệp trên lĩnh vực trồng trọt là hữu cơ, sinh thái, bền vững và hiện đại, hướng tới OCOP. Hiện đại ở đây là chúng ta sẽ tích hợp tất cả mọi cái nông nghiệp công nghệ cao, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những công nghệ mới để đảm bảo là thế nào mà sản xuất ra của nông nghiệp Đà Nẵng là nó phải an toàn về thực phẩm, nó an toàn dịch bệnh, nó đảm bảo bảo vệ được môi trường và cái quan trọng là thích ứng với biến đổi khí hậu trong cái giai đoạn khí hậu khắc nghiệt như những năm gần qua. Do vụ hè thu sẽ bắt đầu xạ trong khoảng một tuần nữa, nên người dân đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng và làm đất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cũng khuyến khích các địa phương, hợp tác xã chủ động bổ sung thêm giống và vật tư nông nghiệp, tập trung vào các giống lúa hữu cơ trung ngắn ngày, có năng suất, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái của Đà Nẵng như Hà Phát 3, DT100, HT1, v.v.